À, vâng, xin chào mừng mọi người trở lại với kênh YouTube của HD Audio. Thì là hôm nay bên em vừa về một ít giải mã của topping. Đấy, model là E30 và cũng có cả là D50S, và ngoài kia là có topping D90 MVA. Thì ngoài đấy là cái bản cao cấp nhất của topping. Thì đấy là những cái bản mà hôm nay em vừa về. Còn những cái video trước bên em đã review, đã giới thiệu về con đấy thì hôm nay em xin phép là không nói lại nữa cho đỡ mất thời gian. Đấy, chỉ gọi là show hàng, có hàng thôi. Thì ở đây có D90 MVA này, có topping D50S này, đấy, và topping E30. Đấy, thì đây là cái phân khúc mà giá rẻ. Đấy, phân khúc này là giá rẻ và tập trung cho những người mà gọi là mới tập chơi. Đấy, nhưng chất lượng của nó thì cũng rất là ok, được các cái trang web cũng như là những cái diễn đàn âm thanh đánh giá khá cao trong cái tầm tiền. Mọi người nhớ nhé, trong cái tầm tiền của nó thì đánh giá rất là cao đấy. Đây là con topping E30 ở bên em cung cấp cho mọi người, có 4 màu nhá. Đấy, thứ nhất là màu đen này, màu đỏ này, màu xanh này, đấy, và màu bạc. Thì đây là cái ngoại hình của con E30. Nó cũng bé bé như thế này thôi. Đấy, bé bé. Và cái mặt này thì mọi người có thể bóc được ra này. Con này sử dụng cái phím cảm ứng mọi người nhá. Đấy, chúng ta có thể là bấm vào đây, giữ nguyên để bật hoặc tắt hoặc là chọn đầu vào. Được chưa? Đấy. Thì cái thông số của con này khá là cao đấy ạ. Là chơi được đĩa D512 và tần số lấy mẫu là 768 kHz. Đấy. Topping đạt chuẩn 2D audio. Đấy. Con này không có 2D audio wireless nhé mọi người nhé. Tại vì sao? Tại vì là 2D audio wireless nó là cái chứng nhận đạt chuẩn gọi là không dây. Đấy, thì con này thì nó không có Bluetooth nên là sẽ không có cái chứng nhận như vậy nữa. Đấy. Con này thì tín hiệu đầu vào mọi người để ý này. Nó có 3 đầu vào. Thứ nhất là coaxial. Đấy, đây là cổng đồng trục. Được chưa? Thứ hai là cổng optical, có nghĩa là cổng quang đấy ạ. Và thứ ba là cổng USB. Đây là cổng USB, thì trong cái con giải mã này, cái cổng USB luôn luôn là cái đường chất lượng tốt nhất. Nó sẽ đạt được đĩa D512 và 768 kHz thì nó là cái cổng này. Còn những cái cổng bên cạnh này thì nó sẽ không được như vậy. Ở đây thì là một cái nguồn 5V. Bên em sẽ tặng kèm cho mọi người một cái nguồn là Oppo. Đấy, nguồn Oppo là 5V 2A. Mọi người nhé. Thì nhà sản xuất người ta không tặng kèm cho chúng ta nguồn, nên là bên em sẽ tặng kèm. Đấy. Cái con này thì là hãng người ta khuyến cáo là dùng từ 5V 1A trở lên. Đấy, thì bên em tặng cho mọi người là 2A để cho nó đảm bảo thoải mái. Đấy. Còn lên đến 5-10A thì không cần thiết lắm, đúng không ạ? Để em sẽ cắm nguồn cho mọi người xem thử nhé. Xem cái màn hình của nó nhé. Em sẽ lấy tạm một cái nguồn này, một dây nguồn này. Con này nó hơi lãng phí một chút là không có Bluetooth, nhưng đổi lại thì với cái mức giá đấy thì cũng rất là hợp lý. Đấy. Đây, cho mọi người xem. Nếu mà ai mà không yêu cầu Bluetooth thì là một sự lựa chọn rất là đáng để quan tâm nhé. Đấy, thì chúng ta chọn đầu vào như này nhé. Đấy, chọn đầu vào USB, cổng quang, coaxial. Đây là cái phím cảm ứng nhé. Chúng ta có thể bóc cái này ra. Khi mà bóc cái này ra thì nhìn rất là sang, đẹp. Đấy, đấy. Mọi người nhìn này. Mặt gương cực kỳ đẹp. Thì đây em không bóc ra nữa thì nó là sản phẩm mới mà. Đấy, review cho mọi người. Và chúng ta tắt thì chúng ta giữ nguyên. Cái phụ kiện của nó thì nó có một cái điều khiển mọi người này. Đấy, có một cái điều khiển như này. Đây em mở hộp ra, mở hộp mới cho mọi người xem. Đây có một cái sách hướng dẫn này. Cái sách hướng dẫn, rồi thì các cái thông số này. Đấy, các cái dây kết nối này. Đây là dây kết nối máy tính này, điều khiển này và máy. Vâng. Thì mỗi một cái máy nó sẽ có một cái số seri. Mọi người lưu ý này, mỗi cái máy nó sẽ có một số seri riêng biệt. Và nó sẽ đi liền với cái vỏ hộp nhá.
không có cái nào giống cái nào hết. Đấy, thì chúng ta căn cứ ở đây có thể biết được là hàng thật hàng giả, hoặc là có đúng cái vỏ hộp của nó không. Đấy. Thì là em nói qua về cái thông số con này, thì con này để chơi chip AKM4493. Đấy, đây là cái dòng chip và khá là nổi tiếng của Nhật. Đấy, AKM. Chất âm con này thì cũng khá là trầm ấm. Trong phân khúc này thì rất là phù hợp. Nó nhỏ gọn. Tiếp đây thì em cũng báo giá luôn cho mọi người nhé. Đấy, giá hiện tại của bên em đang bán cho mọi người thì sẽ là một con topping như này, một cái nguồn. Đấy, tặng cái nguồn và dây quang li tông như này. Mọi người thấy không? Với cái giá là 3.350.000 miễn phí vận chuyển cho mọi người nhé. 3.350.000 miễn phí vận chuyển, và mọi người có thể là lựa chọn tất cả một trong những cái màu này. Nếu màu nào hết thì bên em sẽ báo là hết. Ngoài ra thì bên em có cung cấp những cái dây OTG của hãng Xilinh, hoặc là những cái dây của iPhone để chúng ta có thể là cắm điện thoại như này này. Bây giờ chúng ta sẽ cắm chơi điện thoại này. Đấy, một đầu là cắm vào cái USB, đầu này chúng ta sẽ cắm vào điện thoại. Đấy. Thì đây là cái cổng Xilinh, cổng tiếp C, dây Xilinh, cổng là cổng tiếp C. Đấy, dùng cho những cái điện thoại bây giờ nó hay dùng cái cổng này, chứ còn nếu mà cái dây mà nó có hai cái cá đấy thì sẽ không cắm được. Mọi người nhìn nhé. Đấy. Đây là cái cổng vuông vuông to bây giờ đấy, đời mới bây giờ. Còn cái D50S với D90 thì là nó quá là quen thuộc rồi, nên là thôi em sẽ không đi sâu vào nữa nhé. Vâng, vừa rồi là cái video clip mà bên em giới thiệu cho mọi người cái sản phẩm giải mã topping E30. Đấy, cái phân khúc trung cấp của hãng. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Và có điều gì mà không hiểu, mọi người cần tư vấn thì liên hệ với shop. Và bên em sẽ hỗ trợ cho mọi người trong quá trình, ví dụ như là nếu muốn chơi nhạc từ máy tính nhé, từ máy tính mà chúng ta không chơi được BSD, thì bên em sẽ hỗ trợ qua TemView hoặc là UltraView. Đấy, và sẽ cài đặt cho mọi người nhé. Mọi người kết bạn Zalo, bên em sẽ hỗ trợ cài cho mọi người để mọi người chơi được thì thôi. Có nghĩa là sẽ hỗ trợ cho chúng ta về phần kỹ thuật. Đấy, và kể cả chúng ta cần nhạc BSD để test, bên em cũng có thể là tặng cho mọi người một vài bài để cho mọi người chơi. Vâng, xin cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Và có điều gì không hiểu xin mọi người vui lòng liên hệ trực tiếp tới hai số là 0957 630 409 hoặc là 0777 300 400. Xin cảm ơn.